Đề nghị quý vị đại biểu, quý vị quan khách và toàn thể khán giả nhiệt liệt chào mừng hai đội bóng U19 Quang Du Hàn Quốc và U19 tuyển chọn Việt Nam thi đấu trận chung kết giải bóng đá U19 quốc tế lần thứ nhất năm 2017. Ladies and gentlemen, please welcome the under-19 of Vietnam selection team and under-19 of Quang Du. Sau 12 ngày thi đấu tận tình sôi nổi, hôm nay giải bóng đá U19 quốc tế lần thứ nhất năm 2017 sẽ chính thức khép lại bằng trận chung kết giữa hai đội U19 Quang Du Hàn Quốc và U19 tuyển chọn Việt Nam. Đến tham dự lễ bế mạc và trận chung kết, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu. Về phía Trung ương, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Phi Long, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu ông Vương Vĩnh Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xin trân trọng giới thiệu ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Ngọc Viễn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VFF. Đến tham dự về phía Trung ương có sự hiện diện của các vị lãnh đạo trong Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Hội đồng huấn luyện viên, Ban trọng tài quốc gia, các huấn luyện viên đội tuyển U20 Việt Nam, các giám sát và các trọng tài trong nước và quốc tế làm nhiệm vụ tại giải. Về phía địa phương, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Khắc Hà, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Khánh Hòa. Xin trân trọng giới thiệu ông Võ Ngọc Hùng, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Khánh Hòa. Đến tham dự về phía địa phương còn các vị lãnh đạo trong tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và các sở ban ngành tỉnh Khánh Hòa và thành phố Nha Trang, các vị lãnh đạo qua các thời kỳ của tỉnh Khánh Hòa, các vị lão thành cách mạng, liên đoàn bóng đá, hội cổ động viên tỉnh Khánh Hòa, ban chủ nhiệm sân 19 tháng 8 Nha Trang. Về phía các đơn vị tài trợ, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Hải, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà máy nước Sana, công ty Yến Sào Khánh Hòa là nhà tài trợ vàng của giải. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Quế Anh, giám đốc phía Nam công ty Thể thao Động lực. Đến tham dự còn có sự hiện diện của đại diện các đơn vị tài trợ, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội, Tổng công ty Bigamix EDC, Tập đoàn TNT, Công ty Cổ phần Sữa Chuyên nghiệp Việt Nam, Công ty Tư vấn DB, Công ty Fancom Coastin Việt Nam, Công ty Truyền thông bóng đá Việt Nam. Về phía ban tổ chức giải, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Truyền thông Thanh niên, trưởng ban tổ chức giải. Đến tham dự lễ bế mạc và trận chung kết còn có sự hiện diện của các vị khách quý, các phóng viên báo đài Trung ương, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Khánh Hòa và hơn 5.000 khán giả có mặt trên sân cùng hàng triệu khán giả đang xem truyền hình trực tiếp trên cả nước. Tiếp theo chương trình, chúng tôi trân trọng kính mời nhà báo Nguyễn Công Khế, trưởng ban tổ chức giải sẽ lên phát biểu trước trận chung kết giải. Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Kính thưa ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Cục Thể dục Thể thao. Thưa quý vị khách và tất cả các bạn có mặt. Chúng ta đã tiến hành một giải đấu thành công hơn mong đợi. Chất lượng chuyên môn và công tác tổ chức đã nói lên điều đó. Nhiệm vụ của các giám sát, trọng tài trong giải được các đội tham dự hài lòng.
Tôi xin cảm ơn các cấp chính quyền của tỉnh Khánh Hòa và cảm ơn người hâm mộ đã đến sân để cổ vũ liên tục cho giải. Cảm ơn các nhà tài trợ đã dành cho giải sự ưu ái và vô tư. Tôi xin tuyên bố bắt đầu trận chung kết giải U19 quốc tế năm 2007 lần thứ nhất. Xin cảm ơn và chúc sức khỏe tất cả quý vị và các bạn. Tiếp theo, chúng tôi trân trọng kính mời ông Nguyễn Phi Long, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ông Phạm Ngọc Viễn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VBF, ông Nguyễn Khắc Hà, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Khánh Hòa, ông Võ Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Khánh Hòa, nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Truyền thông Thanh niên, trưởng ban trước giải, và ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Nhà máy nước Sana, Công ty Xà Lan Khánh Hòa. Kính mời quý vị đại biểu, quý vị quan khách và toàn thể khán giả đứng dậy làm lễ chào cờ. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem. Quốc ca Hàn Quốc. The national anthem of Korea. Quốc ca Việt Nam. And now the national anthem of Vietnam. Xin mời an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu chung kết của giải U19 quốc tế giữa hai đội bóng U19 tuyển chọn Việt Nam và U19 Gang Du Hàn Quốc. Đây là trận đấu được tổ chức trên sân vận động 19 tháng 8 ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa và đã được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên kênh Bóng Đá TV. Cách đây chừng nửa tiếng đồng hồ thì trận đấu giữa hai đội bóng U19 Hoàng Gia Lai và U19 Myanmar đã kết thúc với chiến thắng 4-2 sau loạt sút luân lưu nghiêng về phía cầu thủ U19 Hoàng Gia Lai, và họ đã là đội bóng đoạt huy chương đồng ở giải đấu năm nay.
Tổ trọng tài điều khiển chính trận đấu chung kết giữa U19 tuyển chọn Việt Nam và U19 Gang Dân Quốc là tổ trọng tài. Bắt chính là trọng tài người Thái Lan, ông Phumarin. Trợ lý trong Phumarin là các ông Kim Si Pisan người Campuchia và Lasavong Kila người Lào. Đội hình của U19 tuyển chọn Việt Nam ở trận đấu này gồm có thủ môn mang áo số 25 Trương Thái Hiếu, cao thủ số 4 Nguyễn Xuân Kiên, số 6 Tống Văn Hợp, số 8 Thái Khắc Huy Hoàng, số 9 Lê Văn Nam, số 10 Nguyễn Hữu Thắng, số 11 Nguyễn Tuấn Anh, số 12 Lê Văn Xuân, số 15 Nguyễn Hữu Tuấn đội trưởng, số 18 Trần Văn Công và số 20 Bùi Hoàng Việt Anh. Huấn luyện viên trưởng là ông Vũ Hồng Việt. Về phía U19 Gangju Hàn Quốc, ở trận đấu này thủ môn của họ là 21 Kim Đông Cúc, cao thủ số 4 Choi Jun Ho, số 5 Han Yen, số 6 Won Bigom, số 10 Park Sung Jin đội trưởng, số 11 Kang Jin, số 12 Kim Jin Yong, số 15 Park Ha Seong, số 10 Jung Heon Gu, số 19 Lee Jong Bum và số 24 Kim Hyung Seo. Huấn luyện viên trưởng của các thủ 19 Gang Dân Quốc là ông Choi Ju Yong. Như vậy đây là cuộc tái ngộ của trận đấu cách đây 2 ngày giữa U19 tuyển chọn Việt Nam và U19 Gang Dân Quốc. Trong lượt đấu cuối của vòng bảng thì U19 Gang Dân Quốc đã thắng U19 tuyển chọn Việt Nam với tỷ số 1-0. Đây là ông huấn luyện viên Choi Sung Yong. Trước trận này thì ông Choi Sung Yong đã tự tin phát biểu là đội bóng của ông có cách để đánh bại U19 tuyển chọn Việt Nam. Bất chấp ông biết rằng ở trận đấu mà đội bóng của ông thắng 1-0 trước đó là đội hình của U19 tuyển chọn Việt Nam không phải là mạnh nhất. Trọng tài người Thái Lan Phumarin. Còn đây là huấn luyện viên Vũ Hồng Việt của U19 tuyển chọn Việt Nam cùng với trợ lý Nguyễn Hữu Đang. So với đội hình xuất phát của trận đấu giữa hai đội cách đây 2 hôm thì ở trận này bên phía U19 tuyển chọn Việt Nam họ đã có ít nhất tới 5 sự thay đổi so với trận đấu mà thua 0-1 trước U19 Gangju hôm 20 tháng 4. Ở trong hiệp 1 của trận đấu này thì cao thủ U19 tuyển chọn Việt Nam trong trang phục áo đỏ, họ là những người bảo vệ cầu môn ở bên phía phải màn hình các bạn. Hiệp 1 trận đấu đã bắt đầu. Việc cao thủ U19 Gang Dân Quốc có mặt trong trận chung kết này với U19 tuyển chọn Việt Nam cũng là một nỗ lực rất lớn của đội bóng bởi sự cạnh tranh với Myanmar, với Hoàng Anh Gia Lai. Sau khi mà U19 tuyển chọn Việt Nam là đội bóng đã sớm giành vé lọt vào trận chung kết trước một lượt đấu. Sau 4 lượt trận thì cao thủ U19 tuyển chọn Việt Nam là đội bóng đã có được 9 điểm với 3 trận thắng và 1 trận thua. Còn U19 Gang Dân Quốc họ đã có được 8 điểm sau 2 trận thắng và 2 trận hòa. Trận đấu tranh giải 3 cũng đã kết thúc. Và như chúng tôi đã thông báo, thuộc về Hoàng Anh Gia Lai, U19 Hoàng Anh Gia Lai đã hòa một đều sau hiệp chính với U19 Myanmar và thắng 4-2 sau là sút luân lưu để giành vị trí thứ 3 cùng với khoản tiền thưởng $6,000. Khoản tiền thưởng là $4,000. Đội bóng giành vị trí Á quân của giải đấu này mới giành số tiền thưởng là $6,000 và đội vô địch sẽ là $10,000. Tuấn Anh. Hai trận đấu gần đây thì Tuấn Anh thi đấu không thật xuất sắc. Tuấn Anh chỉ có thể thi đấu tốt ở hai lượt đấu đầu tiên khi mà cao thủ U19 tuyển chọn Việt Nam đã có những chiến thắng trước cao thủ Myanmar. Và trận đấu thắng U19 Đài Bắc Trung Hoa. Hữu Tuấn, Tuấn Anh. Pha đẩy bóng bên phía cánh phải của U19 tuyển chọn Việt Nam. Nỗ lực vừa rồi là của Lê Văn Xuân.
Ở giải đấu này thì Lê Văn Xuân đã từng phải nhận thẻ đỏ ở trận đấu với U19 Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên ở trận đấu đó thì các cầu thủ U19 Thủy Trẻ Việt Nam vẫn thắng với tỷ số 3-1. Sau chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Hoàng Gia Lai thì trận này cầu thủ mang áo số 12 Lê Văn Xuân mới trở lại trong thành phần của U19 Thủy Trẻ Việt Nam. Lê Văn Xuân là cầu thủ của lò PVF. U19 Cảng Xuân Quốc là đội bóng luôn có lối chơi nhiệt huyết. Kể cả khi bị dẫn bàn thì họ vẫn luôn thi đấu bình tĩnh. Cụ thể nhất chính là ở trận đấu mà họ đã có tỷ số hòa 2 đều với U19 Đà Bắc Trung Hoa. Dù đã bị dẫn trước 2 bàn nhưng tinh thần thi đấu của các cầu thủ đến từ Hàn Quốc rất cao. Và họ đã có được 2 bàn thắng trong hiệp đấu thứ 2 để gỡ hòa 2 đều. Đường chuyền dành cho Hữu Thắng. Đây là trận đấu thứ 2 liên tiếp mà Hữu Thắng được huấn luyện viên Vũ Hồng Việt xếp đá chính trong thành phần của U19 tuyển chọn Việt Nam. Kim Ji-hong. Sau 2 tuần khởi tranh thì đây đã là trận đấu cuối cùng của giải U19 quốc tế. Đây là trận đấu mà khán giả Nha Trang đã dành rất nhiều tình cảm cho các cầu thủ. Họ đã đến sân theo dõi rất đông, đặc biệt là trong ngày cuối cùng này, khi mà bên khán đài B thì các em học sinh với kèn trống đã đến cổ vũ rất nhiều cho các cầu thủ. Pha chạm bóng của Tuấn Anh, Hữu Thắng. Văn Công. Ở trận đấu với U19 Gangju cách đây hôm thì Văn Công là cầu thủ vào sân điểm 2, còn ở trận đấu này thì anh là cầu thủ đá chính. Không hề có lỗi. Lê Văn Nam đã không qua được 2 cầu thủ phòng ngự của U19 Gangju Hàn Quốc. Văn Nam là tiền đạo rất nổi bật ở trên hàng công của U19 tuyển chọn Việt Nam. Chúng ta xem lại pha đi bóng này. Anh đã cố gắng được thể đi bóng vặn sườn hậu vệ đối phương nhằm tạo ra khoảng trống dứt điểm. Nhưng đến cầu thủ thứ 3 thì đã bị chặn lại. Lê Văn Nam là cầu thủ gốc Thanh Hóa. Hàn Yên. Đội hình của huấn luyện viên Choi Soo-young gần như là không có nhiều thay đổi sau những trận đấu đã qua mà ông đã sử dụng. Vẫn là những cái tên quen thuộc như Hàn Yên ở hàng phòng ngự, Cho Juno ở hàng phòng ngự, ở phía trên có Kang Jin, Park Sung Jin, và cầu thủ mang áo số 6 Won Ge-byeom là tiền vệ kế tiếp. Won Ge-byeom. Hữu Thắng. Ở giải đấu năm nay thì chỉ có duy nhất trận đấu mở màn là không có bàn thắng nào được ghi. Đây là các cổ động viên có mặt ở khu khán đài B của sân vận động 19 tháng 8. Họ đã đến từ rất sớm để cổ vũ ở trận đấu giữa U19 Myanmar và U19 Hoàng Anh Gia Lai và nán lại cho đến thời điểm này để theo dõi trận chung kết giữa U19 Thủy Trẻ Việt Nam và U19 Gangju Hàn Quốc.
Đây là trận đấu cuối cùng, trận chung kết, và có thể thấy là cả hai đội bóng đều đang nhập cuộc tương đối là chặt chẽ. Trong trận đấu với U19 Gangju Hàn Quốc thì Hữu Thắng cũng đã thử tài rất nhiều lần thủ môn của U19 Gangju, thủ môn Kim Long Guk, đặc biệt là một tình huống sút xa ngoài vòng cấm của Hữu Thắng. Cũng trong trận thắng đó thì thủ môn Kim Long Guk của U19 Gangju được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu. Đã có lỗi của Tuấn Anh. Tuấn Anh vừa rồi đã vào bóng phạm lỗi với Lee Jong Bum. Đây là huấn luyện viên của U19 Gangju Choi Soo-yong. Để chuẩn bị cho trận đấu chung kết này thì huấn luyện viên Choi Soo-yong hôm qua đã tích cực tập luyện với các học trò của mình và không tham dự trận đấu giao hữu giữa đội bóng Lao Tướng Khánh Hòa và đội Liên Quân Báo Chí huấn luyện viên do ban tổ chức trên sân vận động 19 tháng 8. Một trận đấu giao hữu có thể nói là rất nhiều ý nghĩa và cũng rất vui. Trong khi đó thì huấn luyện viên Vũ Hồng Việt của U19 tuyển trẻ Việt Nam đã tham dự. Đá phạt dành cho cầu thủ U19 Gangju. Cơ hội phản công cho cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam. Tranh chấp rất nhanh. Đường chuyền của Lê Văn Nam. Lê Văn Nam đã không hợp thành công với Hữu Thắng. Cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam đang chơi pressing chủ động, bắt người chặt và nhanh, thậm chí là đeo bóng để có thể đoạt bóng sớm nhất có thể mỗi khi mất bóng. Đây là Xuân Kiên. Xuân Kiên của Lò Viettel. Anh cũng đã có một bàn ở giải đấu năm nay, ghi vào lưới của các cầu thủ U19 Hoàng Anh Gia Lai trong chiến thắng 3-1. Ở trận đấu đó thì ngoài Xuân Kiên ghi bàn còn có bàn thắng của Trần Văn Công số 18 và Trần Danh Trung số 23. Ở trận này thì Danh Trung đã không thể có mặt ngay từ đầu, thay vào đó là cầu thủ mang áo số 10 Hữu Thắng. Lỗi của cầu thủ mang áo số 12 Lê Văn Xuân. Ở trận đấu với Gangju hôm 20 tháng 4 thì Văn Xuân đã phải ngồi ngoài vì bị treo giò. Trận này thì anh đã trở lại, và đó là một sự trở lại tích cực bên phía cánh phải của U19 tuyển trẻ Việt Nam. Thủ môn Trương Thái Hiếu đã ra vào hợp lý trong pha bắt bóng vừa rồi. Và tranh chấp rất tốt. Đường chuyền của Xuân Kiên rất chính xác. Lê Văn Nam. Văn Nam vừa rồi đã hơi chủ quan, anh đã không quan sát ở phía sau và không cài người. Trận đấu khởi đầu với một sự chặt chẽ, tuy nhiên vẫn có sự nhiệt huyết nhất định của các cầu thủ trẻ trong lối chơi của mình. Kim Ji-yong. Hữu Thắng. Chuyển hướng rất chính xác cho Tuấn Anh. Vẫn là Tuấn Anh.
Tuấn Anh đã hai lần được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Và đó đều là các trận đấu mà U19 tuyển chọn Việt Nam đã có chiến thắng trước U19 Đài Bắc Trung Hoa và U19 Myanmar. Một cầu thủ cũng đã hai lần được bầu chọn là xuất sắc nhất trận đấu thuộc về Bảo Toàn của U19 Hoàng Gia Lai. Tuấn Anh đã thi đấu rất tốt ở hai chiến thắng đầu tiên, nhưng vấn đề là anh đã không phát huy được nhiều ở hai trận đấu gần đây. Tỷ số vẫn đang là 0-0. Trận chung kết của giải U19 quốc tế đang được tổ chức tại Nha Trang, Khánh Hòa. Ở giải đấu này thì ban tổ chức cũng trao những phần thưởng cho các cầu thủ xuất sắc nhất sau mỗi trận đấu, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của giải đấu, tức là vua phá lưới, và cầu thủ nhận danh hiệu xuất sắc nhất của giải đấu năm nay đều sẽ có phần thưởng từ ban tổ chức. Wongebiom được chọc khe rất hay của các thủ Gangju. Tuy nhiên vừa rồi thì Việt Anh là người đã rất tỉnh táo để có thể chấp nhận một tình huống phá bóng chịu phạt góc. Chúng ta xem lại tình huống chuyền bóng rất hay của các cầu thủ U19 Gangju. Đường chọc khe là của Wongebiom số 6. Đường chuyền dành cho Kang Jin. Những cầu thủ luôn luôn thường trực để có thể tạo ra những cơ hội sóng gió trước khung thành của đối phương. Bên phía Gangju là số 10 Park Sung Jin, đội trưởng là số 11 Kang Jin, là số 6 Wongebiom. Họ là những cầu thủ tấn công rất chất lượng, đặc biệt họ còn có một vũ khí rất lợi hại khác, đó là những cú sút xa của cầu thủ mang áo số 17 Jung Hyun-gu. Có lẽ điều này đã được huấn luyện viên Vũ Hồng Việt của U19 tuyển chọn Việt Nam nghiên cứu kỹ sau những trận đấu đã qua, và ông cũng đã dành nhiều thời gian để có thể theo dõi các trận đấu của đối phương trên kênh Bóng Đá TV cũng như là trên hệ thống OnSport, hệ thống phát trên nền tảng Internet của Bóng Đá TV. Rất hay, đường chuyền điểm rơi. Tuy nhiên thì thủ môn của U19 Gangju đã kịp thời lao ra. Đó là đường chuyền điểm rơi rất lợi hại của Thái Khắc Huy Hoàng, cầu thủ mang áo số 8. Han Yen. Có thể nói sau những gì đã diễn ra ở các trận đấu vòng loại, giải đấu năm nay là một giải đấu mà chất lượng của các đội bóng rất đồng đều, không có nhiều sự chênh lệch
giữa các đội bóng tham dự ngoài sự có phần hơi đuối của U19 Đài Bắc Trung Hoa. Còn lại thì các đội bóng U19 Thủy Triều Việt Nam, U19 Hoàng Gia Lai, U19 Cang Su và U19 Myanmar. Trình độ có thể nói là ngang nhau. Không có đội bóng nào quá nổi bật. Rất tốt. Hữu Thắng. Hai cầu thủ của U19 Cang Su đã can thiệp. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cũng đã chỉ đạo các học trò cần phải tấn công nhiều hơn bên phía cánh trái nơi có sự có mặt của Tuấn Anh. Nhưng nghỉ lúc này cũng đã bị đối phương nhiều lần giải vây một cách tương đối hiệu quả. Bác Sung Jin. Như vậy là đã có tình huống phạm lỗi của Bác Sung Jin và anh đã phải nhận thẻ vàng của trọng tài Phumarin. Đây là chiếc thẻ vàng thứ hai ở giải đấu này của Park Sung Jin. Huy Hoàng, Park Sung Jin. Park Sung Jin là cầu thủ nhận thẻ vàng đầu tiên ở trận đấu này. Hữu Thắng, Lê Văn Nam. Tuấn Anh, Hữu Thắng vẫn còn. Như vậy là đã có tình huống phạm lỗi của hậu vệ bên phía U19 Cang Su Hàn Quốc. Han Hiền là người đã phạm lỗi với Hữu Thắng. Hữu Thắng nhỏ con nhưng rất nhanh, thật sự là một cầu thủ thi đấu kỹ thuật trên hàng công của cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam. Mặc dù vậy thì Hữu Thắng cần phải có sự phối hợp ăn ý hơn với Lê Văn Nam. Hai cầu thủ trong vai trò những tiền đạo của U19 tuyển chọn Việt Nam, đôi khi là khoảng cách giữa họ hơi xa một chút. Rất nguy hiểm. Vẫn còn. Trọng tài cho rằng bóng không hề chạm tay cao cầu thủ của U19 Cang Su. Bác Sung Jin đua tốc độ. Bác Sung Jin. Đường truyền chuyển cánh cho Jung Hae-woon đã không thành công. Xuân Kiên. Hữu Tuấn. Văn Công. Trận đấu chung kết, cao thủ trẻ đang thi đấu tương đối chặt chẽ. Cơ hội dành cho cao thủ U19 tuyển chọn Việt Nam. Đường chuyền của Hữu Thắng. Văn Nam. Văn Nam đã không thể xử lý thành công trước sức ép từ phía hậu vệ của U19 Cang Su Hàn Quốc. Số 9 Lê Văn Nam là cầu thủ trẻ của Hà Nội FC. Anh là cầu thủ gốc huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Văn Nam có thể hình tốt, cán lướt tốt và đặc biệt là sút rất mạnh. Jung Hyun U cho Juno. Han Yen tổ chức bắt người rất nhanh. Khi mà Huy Hoàng ập vào thì lập tức Lê Văn Nam và cả Văn Công cũng đã áp sát. Pha lấy bóng của Văn Công. Lê Văn Xuân. Người đã xử lý vừa rồi là Tống Văn Hợp.
ở trận gặp U19 Gangju hôm 20 tháng 4, tức là hai hôm trước, thì Tống Văn Hợp số 6 là cầu thủ đeo băng đội trưởng của U19 tuyển chọn Việt Nam. Trận này thì băng đội trưởng đã được trở lại cho số 15 Nguyễn Hữu Tuấn. Ném biên cho các cầu thủ Gangju. Văn công. Tống Văn Hợp. Xuân Kiên. Văn công. Như vậy là đã có tình huống phạm lỗi của cầu thủ bên phía U19 tuyển chọn Việt Nam. Cầu thủ mang áo số 12 Lê Văn Xuân. Kim Hồng Seo. Tuấn Anh. Tuấn Anh đã lùi về rất sâu. Hữu Tuấn. Việt Anh. Việt Anh là cầu thủ gốc Đông Hưng Thái Bình. Em đã có gần 8 năm trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Hà Nội FC. Sẽ là một quả đá phạt dành cho cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam. Lê Văn Nam. Won Gabriel. Won Gabriel đã bị phạm lỗi. Đây là pha bóng mà trọng tài đã thổi phạt đối với Hữu Thắng số 10. Lỗi rồi. Won Gabriel đã theo rất sát và không để cho cầu thủ Lê Văn Xuân số 12 của U19 tuyển chọn Việt Nam vượt qua. Mới đây thì Liên đoàn bóng đá châu Á cũng đã tổ chức bốc thăm các trận đấu tại vòng loại của giải U19 châu Á. Theo đó thì U19 tuyển chọn Việt Nam rơi vào bảng gồm có Đài Bắc, Trung Hoa, Macau, Trung Quốc và Lào. Có thể nói đó là một bảng đấu tương đối
dễ thở đối với các cầu thủ U19 Việt Nam tại vòng loại của giải U19 châu Á. Các trận đấu tại vòng loại thi đấu xong thì sẽ xác định được các đội bóng giành vé tham dự vòng chung kết U19 châu Á tổ chức tại Indonesia. Trận đấu sẽ được tổ chức vào năm 2018. Và lịch thi đấu của các trận đấu vòng loại U19 châu Á sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2017. Điều đó có nghĩa là sẽ có rất nhiều những sự lựa chọn và rất nhiều việc phải làm đối với các cầu thủ U19 Việt Nam. Chúng ta xem lại tình huống đánh đầu của Huy Hoàng. Phá dứt điểm đầu tiên của Huy Hoàng ở trận đấu này. Sau giải đấu U19 quốc tế này thì lực lượng tuyển trạch viên của U19 Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng sẽ có rất nhiều những sự thay đổi và bổ sung để nhằm hoàn thiện các lứa U19, các cầu thủ lứa U19 để có thể tham dự giải Đông Nam Á và giải 9 tại Myanmar cũng như là vòng loại U19 châu Á. Park Sung Jin đã không thể vượt qua được Hữu Tuấn trong pha trái chấp này. Quả phạt góc sẽ được thực hiện bởi Jung Hyun Gu. Không được. Chỉ là một cú chạm đầu nhẹ của cầu thủ bên phía U19 Kang Ju khi mà Kim Jin-yong số 12 đã băng lên tấn công. Phút thứ 30, U19 Kang Ju Hàn Quốc và U19 tuyển chọn Việt Nam vẫn đang hòa nhau với tỷ số 0-0 ở trận chung kết của giải U19 quốc tế đang được tổ chức tại Nha Trang, Khánh Hòa. Tuần qua ngoài lễ bắt hồng ở các trận đấu vòng loại của U19 châu Á thì cũng đã diễn ra lễ bốc thăm các trận đấu vòng loại của U16 châu Á. Và theo đó thì U16 Việt Nam sẽ nằm cùng bảng với Mông Cổ, Campuchia và U16 Úc. Kim Jin-yong Kim Jin-yong Kang Jin Tuấn Anh. Choi Sun Ho. Choi Sun Ho đã băng lên rất cao. Choi
U19 Gà Sơn Quốc đang thi đấu với đội hình 3-4-3. Trong khi đó thì các cầu thủ U19 tuyển Việt Nam đang thi đấu với đội hình 4-3-2-1. Tuấn Anh quá hay, người Việt Nam dứt điểm không vào. Và dứt điểm cuối cùng là của Hữu Thắng trong pha ra vào của mình, thì thủ môn Kim Đồng Gúc đã bị đau. Đường truyền của Hữu Thắng rất tốt. Thủ môn Kim Đồng Gúc của U19 Gazu cũng đã phán đoán nhanh và lao ra sớm. Nếu không thì người Việt Nam đã có thể tạo ra được một cơ hội ngon hơn. Bóng bật ra đúng tập dứt điểm của Hữu Thắng nhưng anh đã kết thúc ra ngoài. Nhìn chung là từ đầu trận đấu tới giờ thì cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam vẫn có những cách để có thể tiếp cận khung thành của đối phương. Nhưng vấn đề là họ không dễ dàng gì trong những khâu dứt điểm cuối cùng. Một quả bắn góc dành cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Tuấn Anh nguy hiểm, một pha dứt điểm ở góc hẹp rất bất ngờ của Nguyễn Xuân Kiên. Của Lê Văn Nam, Xuân Kiên tạt vào. Vẫn còn Tuấn Anh, đột phá. Tuấn Anh rất tự tin, bóng đã đi hết đường biên. Sức ép trong vòng ít phút vừa qua của các học trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã khiến cho cầu thủ U19 Gà Sơn cũng phần nào đó lúng túng rất nhiều. Hữu Thắng mở bóng chính xác cho Tuấn Anh. Tuấn Anh rất khéo, hàng phòng ngự của U19 Gà Sơn đã bị chao đảo trong ít phút vừa qua, đặc biệt là những pha hợp tam giác, những pha hợp nhỏ trong phạm vi hẹp của bộ ba Tuấn Anh, Xuân Kiên và Hữu Thắng. Trọng tài Pumarin đã rút thẻ vàng đối với đội trưởng U19 tuyển chọn Việt Nam Nguyễn Hữu Tuấn. Hữu Tuấn đã phải nhận thẻ vàng của trọng tài. Đội trưởng Park Sung Jin của U19 Gà Sơn cũng đã phải nhận một chiếc thẻ vàng ở trong hiệp một này. Những pha treo bóng bỏng vào có lẽ không mấy khó khăn đối với Kim Đồng Gúc, thủ môn của U19 Gà Sơn.
Hữu Thắng, Tuấn Anh không được. Vân Nam vừa rồi đã không hiểu ý đường truyền của Tuấn Anh. Cho Xuân Hồ. Han Yen. Park Sung Jin. U19 Kang Su, họ đã chơi không vội vàng chút nào ở trong hiệp 1 này. Cái tiếp cận rất chặt chẽ. Và các cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam họ cũng đã hiểu lối chơi của đối phương. Mỗi khi tổ chức phòng ngự lại như rằng thì các cầu thủ đều giữ cự ly tương đối hợp lý. Các vị trí không để hở quá nhiều. Đó là điều mà chúng ta thấy được sự hợp lý trong lối chơi của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã chỉ đạo các học trò, kể cả thời điểm mà chúng ta đã theo dõi U19 tuyển chọn Việt Nam đã bị chơi thiếu người ở cuộc đối đầu với U19 Hoàng Gia Lai, nhưng thế trận phòng ngự vẫn được dang ra một cách phù hợp để có thể ngăn chặn những đợt lên bóng của đối phương. Khả năng chơi phòng ngự rất tốt. Những lứa trẻ gần đây của bóng đá Việt Nam đã cải thiện được rất nhiều khả năng phòng ngự, kể cả lứa U20 của huấn luyện viên người Khánh Hòa là ông Hoàng Anh Tuấn đang tập huấn tại Đức và đã giành quyền tham dự U20 World Cup ở Hàn Quốc sắp tới, cũng là một lứa được tổ chức phòng ngự cực hay. Một cầu thủ của U19 tuyển chọn Việt Nam đang bị đau và đó là cầu thủ mặc áo số 15 đội trưởng Hữu Tuấn. Lúc này thông tin về U20 của huấn luyện viên Hoàng Tuấn ở Duisburg Đức đã được bổ sung thêm cầu thủ Nguyễn Quang Hải của Hà Nội FC sau khi Quang Hải đã hoàn thành trận đấu của Hà Nội FC tại khuôn khổ của giải FC Cup với đội bóng Negros của Philippines, và anh đã bay từ Philippines sang Đức để có thể hội quân cùng với các đội của mình. Sắp tới đây thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã xác định là họ sẽ có những lời mời chính thức và nhận được lời chấp nhận chính thức từ phía U20 Argentina. U20 Argentina trước khi tham dự U20 World Cup tại Hàn Quốc, họ sẽ có 2 trận đấu tại Việt Nam với U20 Việt Nam vào ngày 10 tháng 5 và ngày 14 tháng 5 họ sẽ có trận đấu thứ hai gặp U22 Việt Nam. Năm nay thì U22 Việt Nam sẽ là đại diện của Việt Nam tại SEA Games tổ chức tại Malaysia vào cuối tháng 8. Như vậy là những trận đấu rất bổ ích cho cả U20 và U22 trước những trận đánh lớn, những giải đấu lớn mà nhiệm vụ đều là rất nặng nề. Thank you.
Trận đấu đang trôi vào những phút cuối của hiệp 1 và tỷ số vẫn đang là 0-0. Những pha phối hợp của 19 Gazu ở trận đấu này phải nói là rất khó khăn. Có thể qua được 1-2 nhịp, đến nhịp thứ 3 là đã có thể bị cắt rồi. Vừa rồi là một tình huống can thiệp rất tốt của Hữu Tuấn. Park Sung Jin, Kang Jin. Vẫn còn đường truyền dài lên cho Hữu Thắng. Hữu Thắng đã có lỗi. Trọng tài lập tức đã cắt còi. Kim Hyung Seo đã phạm lỗi với Hữu Thắng của U19 thủ trưởng Việt Nam. Nên nhớ trọng tài bất chính trường này là trọng tài người Thái Lan Khamruen Phumarin, trọng tài rất được yêu thích tại Thái Lan. Trọng tài mới 29 tuổi nhưng đã có tới 3 năm bắt chính các trận đấu tại Thái Lịch. Nguy hiểm. Một lần nữa thì thủ môn Kim Đông Quốc của U19 Gangju đã bị đau ở pha tranh chấp bóng bổng này. Nhưng đó là một cơ hội rất rõ rệt dành cho U19 thủ trưởng Việt Nam. Và Lê Văn Nam là cầu thủ đã trực tiếp tham dự tình huống tranh chấp này. Anh đã có tình huống đánh đầu. Chính anh là người đã chạm đầu ở pha không chiến vừa rồi. Hiệp đấu đầu tiên sẽ được bù giờ thêm 2 phút. Văn Xuân, cú ta lông không thành công của Hữu Thắng số 10. Park Sung Jin, một chiếc thẻ vàng nữa dành cho Hữu Tuấn. Và như vậy là một chiếc thẻ đỏ dành cho đội trưởng của 19 tuyển chọn Việt Nam. Thực sự thì đó là một điều rất đáng tiếc. Hữu Tuấn đã quá ham ở cú vào bóng vừa rồi và có lẽ anh cũng không xác định được đây đã là những phút cuối hiệp 1. Trước đó thì Hữu Tuấn đã phải nhận một chiếc thẻ vàng của trọng tài Phumarin. Không hề có sự nương tay nào cả. Hai trận đấu liên tiếp các học trò của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Hai trận đấu mà các học trò của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đều đã phải có các thẻ đỏ được dành cho. Đó là Hữu Tuấn ở trận đấu này và trước đó là cầu thủ Lê Văn Xuân ở trận gặp U19 Hoàng Gia Lai. Trước khi phải nhận thẻ đỏ thì Hữu Tuấn đã có dấu hiệu không được đảm bảo thể lực với việc bị đau sau hai tình huống va chạm liên tiếp. Quá nguy hiểm với tình huống quả bóng này của Hữu Tuấn và không có thể nào bào chữa được với chiếc thẻ vàng thứ hai mà anh phải nhận. Đây sẽ là một kinh nghiệm quý giá trên con đường thi đấu chuyên nghiệp của mình trong tương lai của Hữu Tuấn. Trước đó thì anh luôn luôn là cầu thủ đá tỉnh táo. Ở các trận đấu trước đó, Hữu Tuấn luôn là cầu thủ đá bình tĩnh nhất của các cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam. Nhưng không hiểu sao vừa rồi anh đã có một pha vào bóng không thể kìm được chân. Một lần nữa thì khó khăn lại khiến huấn luyện viên Vũ Hồng Việt phải vắt óc ra suy nghĩ để điều binh khiển tướng trong trận đấu này. Đội bóng Gangju là đội bóng đến từ Hàn Quốc, một nền bóng đá mạnh ở châu Á. Thể lực tốt hơn, thể hình tốt hơn, nhiệt huyết thi đấu và kỷ luật thi đấu. Các cầu thủ U19 Gangju có lẽ đều được đánh giá nhỉnh hơn so với U19 tuyển chọn Việt Nam. Lê Văn Nam vừa rồi đã bị phạm lỗi. Oh!
Xuân Kiên. Hiệp một trận đấu chung kết dài U19 quốc tế 2017 giữa hai đội bóng U19 tuyển chọn Việt Nam và U19 Gangseo Hàn Quốc đang hòa nhau với tỷ số 0-0. Đây là một hiệp đấu chất lượng, thực sự là như vậy, khi mà cao thủ U19 Gangseo và U19 tuyển chọn Việt Nam đều có những pha ăn miếng trả miếng và lối chơi được định hình một cách tương đối chặt chẽ ở hiệp đấu thứ nhất này. U19 tuyển chọn Việt Nam có sự thiệt thòi sau khi đội trưởng Hữu Tuấn phải nhận thẻ đỏ những phút cuối hiệp 1. Tuy vậy, chúng ta cũng sẽ tiếp tục chờ đợi thêm một vài phút nữa, khoảng 10 phút nữa để có thể theo dõi tiếp hiệp 2 của trận chung kết hấp dẫn này. Thi đấu của FIFA, vòng chung kết U20 thế giới sẽ diễn ra tại Hàn Quốc. Đội tuyển U20 Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch vòng bảng vào ngày 22 tháng 5, gặp đội tuyển U20 New Zealand trên sân vận động Cheongnam Nam Beosuk. Sân vận động Cheongnam Nam Beosuk thuộc thành phố Cheongnam Nam, cách thủ đô Seoul 83 km. Điều kiện thời tiết ở Cheongnam Nam vào tháng 5 khá đẹp, với nhiệt độ xuống thấp nhất khoảng độ 12 độ C và nóng nhất kỷ lục chỉ là 34 độ C. Đây là một điều kiện rất lý tưởng cho một trận đấu bóng đá. Từng có mặt ở Cheongnam Nam để khảo sát, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn của đội tuyển Việt Nam cho biết, thành phố khá nhỏ, mật độ giao thông trên thành phố không cao nên cảnh tắc đường ít khi xảy ra. Đây là một điều kiện tốt để đội tuyển U20 Việt Nam di chuyển đi tập cũng như thi đấu gặp thuận lợi. Sân vận động Cheongnam Beosuk có sức chứa khoảng 26.000 chỗ ngồi, được khánh thành vào năm 2001. Nơi đây từng tổ chức trận đấu giao hữu giữa đội chủ nhà Hàn Quốc với đội tuyển Mali vào năm 2013. Và đội tuyển Paraguay vào năm 2014. Năm 2007, sân Cheongnam Beosuk từng tổ chức 7 trận thi đấu trong khuôn khổ U17 World Cup. Theo lịch của FIFA, sân Cheongnam Beosuk sẽ được tổ chức các trận đấu ở bảng E, vòng 1/16 và tứ kết tại vòng chung kết U20 World Cup sắp tới. Theo nhận định của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, điều kiện cơ sở vật chất rất hiện đại. Đội tuyển U20 Việt Nam ngoài trận đấu với New Zealand sẽ gặp đội tuyển Pháp, ứng cử viên nặng ký nhất của bảng E, cũng trên sân Cheongnam Beosuk vào ngày 25 tháng 5 tới đây. Trong khi đó, trận đấu cuối cùng của đội tuyển U20 Việt Nam với đội tuyển U20 Honduras tại bảng E sẽ được tổ chức trên sân vận động Jeonju World Cup, tọa lạc ở thành phố Jeonju. Thành phố được mệnh danh là viên ngọc quý của Hàn Quốc, với nền văn hóa ẩm thực vừa đặc sắc lại quyến rũ, là quê hương của món cơm trộn bibimbap nổi tiếng. Hàng năm, khí hậu vào tháng 5 ở nơi đây, thời điểm diễn ra vòng chung kết U20 thế giới, nhiệt độ ban ngày trung bình vào khoảng 15 cho đến 22 độ C. Với sức chứa khoảng 42.000 chỗ ngồi, sân vận động Jeonju World Cup là một trong 10 sân vận động có tên World Cup, được xây dựng để phục vụ World Cup 2002, nơi Hàn Quốc và Nhật Bản là đồng chủ nhà. Sân Jeonju World Cup được tổ chức 3 trận đấu của World Cup 2002. Nơi đây cũng là sân nhà của câu lạc bộ Jeonbuk Hyundai Motor, hiện đang thi đấu ở K-League. Và nơi đây đã từng tổ chức trận chung kết AFC Champions League vào năm 2011. Điều kiện cơ sở vật chất, giao thông rất thuận lợi cho các đội bóng có thể di chuyển từ khách sạn tới sân vận động. Không đặt nặng áp lực kết quả của các trận đấu, mong rằng với điều kiện thi đấu tuyệt vời tại Hàn Quốc, các chàng trai trẻ của chúng ta sẽ có tinh thần cũng như khát khao cao nhất, đem lại cho người hâm mộ nước nhà sự phấn khích và niềm tự hào dân tộc ở sân chơi lớn nhất thế giới này.
lịch thi đấu của FIFA, vòng chung kết U20 thế giới sẽ diễn ra tại Hàn Quốc. Đội tuyển U20 Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch vòng bảng vào ngày 22 tháng 5, gặp đội tuyển U20 New Zealand trên sân vận động Cheongnam Nam Beosuk. Sân vận động Cheongnam Nam Beosuk thuộc thành phố Cheongnam, cách thủ đô Seoul 83 km. Điều kiện thời tiết ở Cheongnam Nam vào tháng 5 khá đẹp, với nhiệt độ xuống thấp nhất khoảng độ 12 độ C và nóng nhất kỷ lục chỉ là 34 độ C. Đây là một điều kiện rất lý tưởng cho một trận đấu bóng đá. Từng có mặt ở Cheongnam để khảo sát, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn của đội tuyển Việt Nam cho biết, thành phố khá nhỏ, mật độ giao thông trên thành phố không cao nên cảnh tắc đường ít khi xảy ra. Đây là một điều kiện tốt để đội tuyển U20 Việt Nam di chuyển đi tập cũng như thi đấu gặp thuận lợi. Sân vận động Cheongnam Beosuk có sức chứa khoảng 26.000 chỗ ngồi, được khánh thành vào năm 2001. Nơi đây từng tổ chức trận đấu giao hữu giữa đội chủ nhà Hàn Quốc với đội tuyển Mali vào năm 2013 và đội tuyển Paraguay vào năm 2014. Năm 2007, sân Cheongnam Beosuk từng tổ chức 7 trận thi đấu trong khuôn khổ U17 World Cup. Theo lịch của FIFA, sân Cheongnam Beosuk sẽ được tổ chức các trận đấu ở bảng E, vòng 1/16 và tứ kết tại vòng chung kết U20 World Cup sắp tới. Theo nhận định của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, điều kiện cơ sở vật chất rất hiện đại. Đội tuyển U20 Việt Nam ngoài trận đấu với New Zealand sẽ gặp đội tuyển Pháp, ứng cử viên nặng ký nhất của bảng E, cũng trên sân Cheongnam Beosuk vào ngày 25 tháng 5 tới đây. Trong khi đó, trận đấu cuối cùng của đội tuyển U20 Việt Nam với đội tuyển U20 Honduras tại bảng E sẽ được tổ chức trên sân vận động Jeonju World Cup, tọa lạc ở thành phố Jeonju. Thành phố được mệnh danh là viên ngọc quý của Hàn Quốc, với nền văn hóa ẩm thực vừa đặc sắc lại quyến rũ, là quê hương của món cơm trộn bibimbap nổi tiếng. Hàng năm, khí hậu vào tháng 5 ở nơi đây, thời điểm diễn ra vòng chung kết U20 thế giới, nhiệt độ ban ngày trung bình vào khoảng 15 cho đến 22 độ C. Với sức chứa khoảng 42.000 chỗ ngồi, sân vận động Jeonju World Cup là một trong 10 sân vận động có tên World Cup, được xây dựng để phục vụ World Cup 2002, nơi Hàn Quốc và Nhật Bản là đồng chủ nhà. Sân Jeonju World Cup được tổ chức 3 trận đấu của World Cup 2002. Nơi đây cũng là sân nhà của câu lạc bộ Jeonbuk Hyundai Motor, hiện đang thi đấu ở K-League, và nơi đây đã từng tổ chức trận chung kết AFC Champions League vào năm 2011. Điều kiện cơ sở vật chất, giao thông rất thuận lợi cho các đội bóng có thể di chuyển từ khách sạn tới sân vận động. Không đặt nặng áp lực kết quả của các trận đấu, mong rằng với điều kiện thi đấu tuyệt vời tại Hàn Quốc, các chàng trai trẻ của chúng ta sẽ có tinh thần cũng như khát khao cao nhất, đem lại cho người hâm mộ nước nhà sự phấn khích và niềm tự hào dân tộc ở sân chơi lớn nhất thế giới này. Theo lịch thi đấu của FIFA, vòng chung kết U20 thế giới sẽ diễn ra tại Hàn Quốc. Đội tuyển U20 Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch vòng bảng vào ngày 22 tháng 5, gặp đội tuyển U20 New Zealand trên sân vận động Cheongnam Beosuk. Sân vận động Cheongnam Beosuk thuộc thành phố Cheongnam, cách thủ đô Seoul 83 km. Điều kiện thời tiết ở Cheongnam vào tháng 5 khá đẹp, với nhiệt độ xuống thấp nhất khoảng độ 12 độ C và nóng nhất kỷ lục chỉ là 34 độ C. Đây là một điều kiện rất lý tưởng cho một trận đấu bóng đá. Từng có mặt ở Cheongnam để khảo sát, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn của đội tuyển Việt Nam cho biết, thành phố khá nhỏ, mật độ giao thông trên thành phố không cao nên cảnh tắc đường ít khi xảy ra. Đây là một điều kiện tốt để đội tuyển U20 Việt Nam di chuyển đi tập cũng như thi đấu gặp thuận lợi. Sân vận động Cheongnam Beosuk có sức chứa khoảng 26.000 chỗ ngồi, được khánh thành vào năm 2001. Nơi đây từng tổ chức trận đấu giao hữu giữa đội chủ nhà Hàn Quốc với đội tuyển Mali vào năm 2013 và đội tuyển Paraguay vào năm 2014. Năm 2007, sân Cheongnam Beosuk từng tổ chức 7 trận thi đấu trong khuôn khổ U17 World Cup. Theo lịch của FIFA, sân Cheongnam Beosuk sẽ được tổ chức các trận đấu ở bảng E, vòng 1/16 và tứ kết tại vòng chung kết U20 World Cup sắp tới. Theo nhận định của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, điều kiện cơ sở vật chất rất hiện đại. Đội tuyển U20 Việt Nam ngoài trận đấu với New Zealand sẽ gặp đội tuyển Pháp, ứng cử viên nặng ký nhất của bảng E, cũng trên sân Cheongnam Beosuk vào ngày 25 tháng 5 tới đây. Trong khi đó, trận đấu cuối cùng của đội tuyển U20 Việt Nam với đội tuyển U20 Honduras tại bảng E sẽ được tổ chức trên sân vận động Jeonju World Cup, tọa lạc ở thành phố Jeonju. Thành phố được mệnh danh là viên ngọc quý của Hàn Quốc, với nền văn hóa ẩm thực vừa đặc sắc lại quyến rũ, là quê hương của món cơm trộn bibimbap nổi tiếng. Hàng năm, khí hậu vào tháng 5 ở nơi đây,
Thời điểm diễn ra vòng chung kết U20 thế giới, nhiệt độ ban ngày trung bình vào khoảng 15 cho đến 22 độ C. Với sức chứa khoảng 42.000 chỗ ngồi, sân vận động Jeonju World Cup là một trong 10 sân vận động có tên World Cup, được xây dựng để phục vụ World Cup 2002, nơi Hàn Quốc và Nhật Bản là đồng chủ nhà. Sân Jeonju World Cup được tổ chức 3 trận đấu của World Cup 2002. Nơi đây cũng là sân nhà của câu lạc bộ Jeonbuk Hyundai Motor, hiện đang thi đấu ở K-League, và nơi đây đã từng tổ chức trận chung kết AFC Champions League vào năm 2011. Điều kiện cơ sở vật chất, giao thông rất thuận lợi cho các đội bóng có thể di chuyển từ khách sạn tới sân vận động. Không đặt nặng áp lực kết quả của các trận đấu, mong rằng với điều kiện thi đấu tuyệt vời tại Hàn Quốc, các chàng trai trẻ của chúng ta sẽ có tinh thần cũng như khát khao cao nhất, đem lại cho người hâm mộ nước nhà sự phấn khích và niềm tự hào dân tộc ở sân chơi lớn nhất thế giới này. Các bạn thân mến, xin mời các bạn trở lại với hiệp đấu thứ hai của trận chung kết giải U19 quốc tế 2017 giữa hai đội bóng U19 Thủy Trưởng Việt Nam và U19 Gangju Hàn Quốc. Đội U19 Gangju Hàn Quốc có sở cầu thủ. Cầu thủ rời sân Lee Bong Joon số 19, cầu thủ rời vào sân Yoo Shin số 22. Substitution for under 19 Aguayo. Đội 12 này thì bên phía U19 Gangju Hàn Quốc đã có sự thay đổi cầu thủ khi mà số 19 của họ đã phải rời sân. Lee Song Boom rời sân nhường chỗ cho cầu thủ mang áo số 22 Yoo Shin. Sự thay đổi thường thấy của huấn luyện viên Choi Soo Young khi mà luôn sử dụng Yoo Shin ở hiệp đấu thứ hai. Hiệp hai của trận đấu đã bắt đầu, và trong hiệp hai thì các cầu thủ U19 Gangju Hàn Quốc là những người bảo vệ cầu môn bên phía phải mình các bạn. Yoo Shin bất lợi lớn cho cao thủ U19 Thủy Trưởng Việt Nam, đó là việc họ bắt đầu hiệp hai này với chỉ 10 người sau khi mà đội trưởng Hữu Tuấn của họ đã phải nhận thẻ đỏ trong những phút cuối hiệp một bằng một tình huống vào bóng nguy hiểm với cầu thủ của U19 Gangju. Park Seung Jin đã bị phạm lỗi bởi Văn Công. Thực hiện quả đá phạt cho U19 Gangju là cầu thủ mang áo số 17 Jung Hyun Woo. Cần phải hết sức đề phòng với số 22 của U19 Gangju, Yoo Shin, cầu thủ cao tới 1m95, cao nhất giải đấu năm nay. Một pha đá phạt ở tầm thấp. Kim Hyung Seo, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Nam rất nhanh. Dứt
cú thua xuất sắc của thủ môn Trương Thái Hiếu. Yushin là người đã đánh đầu chiến thuật rất tốt để cho Park Sung Jin lao vào dứt điểm ở cự ly gần. Rõ ràng là trong những phút đầu hiệp 2 với lợi thế chơi người thì cầu thủ 19 Cao Du là những người đã tích cực tấn công hơn. Cơ hội dành cho Lê Văn Nam. Dứt điểm. Hơi vội vàng. Không còn lựa chọn nào khác bởi các hậu vệ của 19 Cao Du đã áp sát rất nhanh. Như vậy đó là tình huống soạng bóng của Cho Jun Ho. Những sự điều chỉnh của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt khi đội hình chỉ còn 10 người bằng việc kéo Tống Văn Hợp vào sân đá trung vệ với Việt Anh. Cơ hội dành cho cầu thủ Việt Nam Tuấn Anh. Rất đáng tiếc Tuấn Anh đã không thể xử lý tốt pha bóng vừa rồi, một đường chuyền cột hai rất tính toán. Lê Văn Nam đã thực hiện tốt đường chuyền của mình. Tuấn Anh đang vấp phải sự đeo bám rất quyết liệt và tranh chấp quyết liệt từ phía Kim Hyung Seo. Choi Jun Ho. Lúc này thì cao thủ U19 tuyển chọn Việt Nam vẫn chưa có sự thay đổi người. Rõ ràng là trên sân 19-8 thì các khán giả đang rất hồ hởi và họ vẫn đang tích cực cổ vũ cho các cầu thủ trong trận đấu chung kết này. Chỉ còn một trận đấu nữa thôi
Pha xử lý rất tốt của Kim Gibeon. Như vậy là đã có tiếng còi của hiệp hai người Thái Lan Phung Marin. Một quả đá phạt dành cho các cầu thủ U19 Gang Su Hàn Quốc. Đây là tình huống mà Hữu Thắng số 10 là người đã phạm lỗi. Hữu Thắng ở trận đấu này đã thi cấu tích cực. Một cơ hội tốt từ quả đá phạt trực tiếp cho các cầu thủ U19 Gang Su. Yushin số 22 có thể nói là tòa tháp bên phía U19 Gang Su đã có mặt trong vòng cấm. Chèo bóng vào. Yushin, thủ môn Trương Thái Hiếu một lần nữa đã bắt bóng bổng tốt. Gần như là không có dấu hiệu nào cho thấy là U19 tuyển trưởng Việt Nam họ đang thi đấu thiếu người. Vẫn là một thế trận chặt chẽ của cao trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Phải xử lý có phần hơi mạo hiểm. Yushin, Park Ha-seong vẫn còn. Won Ge-byeom, trợ lý trọng tài đã căng cường biện vị đối với số 6 Won Ge-byeom. Ở giải đấu này thì Won Ge-byeom cũng đã một lần được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Đó là trận đấu mà U19 Gang Su đã hòa 2 đều với các cầu thủ U19 Đài Bắc Trung Hoa. Văn Công rất tốt, bất thường. Cầu thủ của Gang Su đã vào bóng quyết liệt và khiến cho người Việt Nam bị đau. Won Ge-byeom, Won Ge-byeom đã phối hợp không thành công ở đường truyền vừa rồi của mình. Chúng ta xem lại tình huống mà người Việt Nam đã bị phạm lỗi. Người Việt Nam hoạt động tích cực và là cầu thủ chạy không biết mệt ở tuyến trên của U19 tuyển chọn Việt Nam. Vắng anh sẽ là một bài toán đau đầu với huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Kéo Tống Văn Hợp số 6 vào đá trung vệ thay cho Hữu Tuấn cũng là một giải pháp tích cực của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt, và không để cho số 12 Lê Văn Xuân dâng lên quá cao. Đây là pha bóng mà số 6 Won Ge-byeom đã phạm lỗi với Hữu Thắng. Đây là cầu thủ tiền vệ thi đấu rất khôn ngoan và cũng không ít những tiểu xảo bên phía U19 Gang Su Hàn Quốc. Yeah.
phạt góc cho cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam. Xuân Kiên. Yushin. Quân Ghe Bom. Đã cờ lối của Yushin. Yushin đã phạm lỗi với cầu thủ mang áo số 12 Lê Văn Xuân, người đã được đeo băng đội trưởng sau khi mà Hữu Tuấn bị trước quyền thi đấu. Bây giờ thì phía các cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam sẽ có sự thay đổi người. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt sẽ tung vào sân cầu thủ mang áo số 7 Nguyễn Văn Minh. Kang Jin. Quân Ga Biom. Dung Hyun U. Cầu thủ cũng đã có được một bàn thắng ở giải đấu này bằng một tình huống sút xa. Park Sung Jin không thành công. Park Sung Jin đã không chơi bóng bình tĩnh và vượt qua cả thủ môn Trương Thái Hiếu của U19 tuyển chọn Việt Nam nhưng lại dứt điểm không thành công ở góc hẹp. Như vậy là Văn Minh sẽ vào sân để thế chỗ của cầu thủ mang áo số 11 Tuấn Anh. Cũng là một sự thay đổi hơi bất ngờ. Tuy nhiên thì cũng không quá bất ngờ ở chỗ là Tuấn Anh là cầu thủ đã bị thay ra trong cả hai lần gần đây nhất của U19 tuyển chọn Việt Nam. Cũng rất khó hiểu cho phong độ đi xuống của Tuấn Anh sau khi đã chơi rất xuất sắc ở hai lượt đấu mà U19 tuyển chọn Việt Nam đã có chiến thắng trước U19 Đài Bắc Trung Hoa và U19 Myanmar. Việc Tuấn Anh bị thay ra ở hiệp 2 này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới việc cạnh tranh danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Trong nhóm những cầu thủ xuất sắc nhất của giải đấu này có Bảo Toàn của Hoàng Gia Lai, có Win Anh Tun của Myanmar và có Tuấn Anh. Vừa rồi thì cầu thủ Kim Jin Yong của U19 Gangju đã phải nhận thẻ vàng của trọng tài. Lúc này thì có hai cầu thủ đang ghi được 3 bàn là Win Anh Tun của Myanmar và Hơ Thích Jin cũng của Myanmar, cầu thủ mang áo số 17. Văn Minh. Một quả phạt góc dành cho các cầu thủ U19 Gangju Hàn Quốc. Đội
Bóng đã được phá ra. Jung Hyun U xỏ bóng rất nhanh. Đây là giải đấu U19 quốc tế đầu tiên mà tập đoàn truyền thông thanh niên đứng ra tổ chức. Trước đó thì họ đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các giải đấu U21 quốc tế. Và theo dự kiến thì vào cuối năm, tập đoàn truyền thông thanh niên cũng sẽ tổ chức hai giải. Một là giải U21 quốc gia và một giải U21 quốc tế. Đó sẽ là một sân chơi rất tốt dành cho các cầu thủ trẻ trước khi họ có thể thi đấu ở sân chơi V-League hay là giải hạng nhất. Vấn đề đào tạo trẻ của các đội bóng Việt Nam vẫn luôn được đề cao, nhưng để tìm ra những cầu thủ trẻ có thể hòa nhập và thi đấu tốt ở các đội bóng lớn của V-League không phải là điều đơn giản. Đã có những bài học, những cái tên đã từng nổi đám, nổi đình một thời ở các sân chơi trẻ, nhưng tiến lên V-League thì họ lại gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề hòa nhập. Có nhiều nguyên nhân, trong đó đặc biệt là vấn đề mà các huấn luyện viên trưởng cần phải đặt niềm tin lớn vào họ, và họ cũng cần phải nỗ lực rất nhiều để có thể thành công ở môi trường chuyên nghiệp. Văn Thành, tiền đạo, cũng đã thi đấu rất tốt ở các giải U21, U19 của Hà Nội FC những năm trước. Lúc này vẫn đang thậm chí là vật lộn với suất cạnh tranh đá chính. Có những trận đấu được đá dự bị, ngồi trên băng ghế dự bị cũng là may ở Hà Nội FC. Hà Minh Tuấn, cầu thủ trẻ một thời cũng thi đấu tuyệt vời của Đà Nẵng, cũng mất nhiều năm mà vẫn chưa thể chứng tỏ được mình và đang thi đấu cho Quảng Nam. Còn nhiều cái tên khác nữa. Đình Bảo của Sông Lam Nghệ An. Đức Nhân của Đồng Nai. Rất nhiều. Huy Hoàng. Pha chạy chập quyết liệt của Hữu Thắng và trọng tài đã thổi phạt các cầu thủ U19 Gangju Hàn Quốc. Số 12 của cầu thủ U19 Gangju Kim Jin Yong là người đã phạm lỗi. Kim Jin Yong đã từng phải nhận một chiếc thẻ vàng của trọng tài. Việt Anh. Việt Anh là cầu thủ gốc Đông Hưng Thái Bình. Lỗi việt vị của cầu thủ U19 Gangju. Các cổ động viên nhiệt thành trên khán đài B của sân vận động 19 tháng 8. Ở giải đấu hôm nay thì ban tổ chức đã không thu vé vào cửa
để cho các khán giả có thể vào sân thoải mái cổ vũ các trận đấu tại giải U19 quốc tế năm nay. Trọng tài Fumarin người Thái Lan còn rút thẻ vàng đối với cầu thủ bên phía U19 Kang Ju. Như vậy là cầu thủ Park Hang-seong là người đã phải nhận thẻ vàng trong tình huống phạm lỗi vừa rồi. Penalty cho các cầu thủ U19 Việt Nam. Ở trận đấu tranh hạng 3 giữa U19 Myanmar và U19 Hoàng Gia Lai thì các cầu thủ U19 Hoàng Gia Lai cũng đã được hưởng một quả phạt đền. Và sau đó thì Bảo Toàn là người đã thực hiện thành công để gỡ hòa một đều, kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu. Và sau đó thắng 4-2 ở sút luân lưu, mang về danh hiệu hạng 3 của giải đấu cho U19 Hoàng Gia Lai. Ở trận này thì U19 tuyển trẻ Việt Nam trong thế chơi thiếu người, họ được hưởng quả phạt đền. Cơ hội dành cho các cầu thủ U19 tuyển trẻ Việt Nam, và đó là cơ hội dành cho Lê Văn Xuân. Lê Văn Xuân. Tỷ số là một đều. Tỷ số là một đều cho các cầu thủ U19 tuyển trẻ Việt Nam. Lê Văn Xuân đã đánh lừa được Kim Đồng Cúc. 1-0. Xin lỗi quý vị. Tỷ số là 1-0 cho U19 tuyển trẻ Việt Nam. Tỷ số là 1-0 chứ không phải là một đều. Cầu thủ U19 Kang Ju là người đã được chơi hơn người nhưng bây giờ bị thủng lưới trước. Lê Văn Xuân đã rất lạnh lùng để có thể mở tỷ số của trận đấu trên chấm phạt đền. Chọc khe của Park Sung Jin. Một lối chơi khôn ngoan đang giúp cho các đội bóng của Trung Quốc tạo ra được lợi thế. Người Văn Nam rất nhanh. Không được. Văn Nam đã cố gắng được có thể phối hợp với đồng đội nhưng đường chuyền của anh đã không đến được vị trí của Văn Minh. Phút thứ 72, tỷ số đang là 1-0 nhưng người phía U19 tuyển trẻ Việt Nam và các khán giả đang rất háo hức, rất nhiệt tình cổ vũ. Huấn luyện viên Choi Soo-yong đang có phần nào đó bực dọc với các học trò của mình. Họ chơi hơn người nhưng lại đang bị ép sân và đang bị dẫn bàn. Đánh đâu? Văn Minh. Văn Minh là người đã vào sân thi đấu tích cực. Anh cũng tham gia vào tình huống dẫn tới việc các cầu thủ U19 tuyển trẻ Việt Nam có được một quả phạt đền. Đánh đâu? Rất mỹ mãn với cú đánh đầu khôn ngoan vừa rồi của Lê Văn Nam. Một tình huống cố định, một tình huống đá phạt góc, và Lê Văn Nam là người đã mang cắt rất nhanh để có thể đánh đầu tung người với Kim Đông Cúc. Cú tạt sát đường phạt góc. Đây là một tình huống mà Văn Nam đã mang cắt rất nhanh.
thứ hai ở giải đấu năm nay của người Văn Nam. Trước đó thì anh đã thực hiện thành công một quả phạt đền, đá hồng một quả phạt đền và ghi bàn thắng quyết định trong chiến thắng 2-1 trước cầu thủ Myanmar. Việc tung vào sân số 7 Văn Minh là một lựa chọn hợp lý và đúng đắn của huấn luyện viên Vương Việt. Và kiến tạo vừa rồi của Huy Hoàng rất nhanh, đúng đắn, đột phá, Việt bên trái. Và dứt điểm bằng chân trái không thành công của Hữu Thắng, nhưng trước đó là một tình huống bứt tốc rất nhanh của số 10 bên phía U19 tuyển chọn Việt Nam. Hữu Thắng đã vượt qua được hai hậu vệ của U19 Gang Du, trong đó là pha tranh chấp trực tiếp với Han Yen. Việt Anh. Thế trận phòng ngự vẫn đang rất ổn định và an toàn bên phía các cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam, được chỉ đạo bởi huấn luyện viên Vũ Hồng Việt và các trợ lý của mình. Bên phía cầu thủ U19 Gang Du Hàn Quốc có sự thay đổi người, hai sự thay đổi người liên tiếp của huấn luyện viên Choi Soo-yong. Kang Jin rời sân nhường chỗ cho Myung Min. Số 20 của họ là Seon Chang-hun cũng sẽ vào sân. Rời sân là cầu thủ mang áo số 5 Han Yen. Như vậy là U19 Gang Du đã có sự thay đổi ở hai vị trí, một vị trí trung vệ và một vị trí tiền vệ tấn công. Hữu Thắng. Trận này Hữu Thắng lại thi đấu rất hay. Won Ga-byeom. Thi đấu chỉ còn 10 người kể từ khi cuối hiệp 1, nhưng cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam lại đang thi đấu rất chủ động và họ đang dẫn trước với tỷ số 2-0. Hai bàn thắng được thực hiện bởi số 12 Lê Văn Xuân và cầu thủ mang số 9 Lê Văn Nam. Đặc biệt là tình huống nâng tỷ số lên 2-0 của Lê Văn Nam, một pha chạy chỗ băng cắt đánh đầu rất hay, rất chiến thuật và đẹp mắt của Lê Văn Nam. Xử lý rất khôn ngoan, hóa giải đợt tấn công của cầu thủ 19 Gang Du dễ dàng. U19 Gang Du Hàn Quốc đã không thể ngờ là cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam, đội bóng mà họ đã từng thắng 1-0 ở trận đấu hôm 20 tháng 4 lại có thể thi đấu hay như vậy trong trận đấu này. Và đúng như lời của các huấn luyện viên U19 tuyển chọn Việt Nam, kể cả huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cho đến trợ lý Hữu Đàng và trợ lý Châu Chí Cường đều tin vào một chiến thắng ở trận tái ngộ
trong trận chung kết này với U19 Gangju. Và đội bóng của họ dẫn dắt đang làm được điều đó, dẫn trước với tỷ số 2-0. Vẫn còn, Văn Minh rất nhanh, anh mới vào sân và vẫn còn rất khỏe. Chọc khe cho ai đây? Huy Hoàng. Huy Hoàng chứ không phải Văn Nam. Nếu là cầu thủ Lê Văn Hàm thì có thể đã khác. Huy Hoàng không thể có tốc độ và khả năng cản lướt tốt như Lê Văn Nam để có thể tranh chấp trong cú chọc khe vừa rồi của đồng đội Park Han Seong. U19 Gangju Hàn Quốc đang bế tắc thực sự trước khả năng phòng ngự tỉnh táo của cao thủ U19 tuyển chọn Việt Nam. Sau khi bị mất người thì huấn luyện viên Quốc Hồng Việt đã chỉ đạo các học trò của mình đá với đội hình 4-4-1. Hai lớp phòng ngự, cao thủ di chuyển liên tục, tranh chấp quyết liệt và bọc lót cho nhau tốt. Một cầu thủ vào tranh chấp là một cầu thủ ở phía sau lót để đảm bảo sự an toàn. Một vào một lót chắc chắn là giải pháp hữu hiệu nhất của các thủ U19 tuyển chọn Việt Nam trong cuộc đối đầu với U19 Gangju, đặc biệt là trong thế mất người. Phút thứ 81, tỷ số vẫn đang là 2-0. Văn Minh. Văn Minh đã bị phạm lỗi bởi Park Han Seong. Sự chủ quan của huấn luyện viên bên phía U19 Gangju, ông Kim Hyung Seo, trước trận này ông cho rằng các cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam là những người có thể bị đuối sức ở khoảng 15 phút cuối. Và đội bóng của ông tin tưởng sẽ đánh bại các cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam một lần nữa. Nhưng điều này đã không xảy ra. Lúc này thì các cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam mặc dù đang thi đấu thiếu người nhưng họ vẫn đang thi đấu rất sung sức. Ngược lại thì bên phía các cầu thủ U19 Gangju thi đấu đủ người. Tuy nhiên họ đang vừa mất tinh thần bằng việc bị dẫn tới 2 bàn và thể lực của họ cũng đang có phần không được đảm bảo. Cho dù đây là một trận đấu diễn ra vào khung 18:30 và cũng trong một ngày mà ở Nha Trang trời rất mát mẻ. Kim Jin Young. Tập trung không bao lâu sau khi kết thúc vòng chung kết U19 quốc gia ở Bình Định. Có lẽ chỉ trong vòng khoảng 1 tuần thôi. Tuy nhiên thì các học trò của huấn luyện viên Vương Việt đã càng hay. Sau khi thất bại 1-4 ở trận đấu giao hữu với U20 Việt Nam trên sân 19 tháng 8. Đó là trận thua đã giúp ích rất nhiều cho cao thủ U19 tuyển chọn Việt Nam. Có thể nhìn nhận ra nhiều điều cần phải khắc phục. Và sau đó thì đội bóng đã vào giải với một tâm lý rất tự tin sau khi họ đã đánh bại các cầu thủ U19 Đài Bắc Trung Hoa. Chính việc phải đối đầu với một đội bóng không quá mạnh như U19 Đài Bắc Trung Hoa ở trận đấu đầu tiên và có chiến thắng đã giúp cho các cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam có sự khởi sắc trong tinh thần cũng như là sự tự tin ở giải đấu năm nay. Và phải nói là họ càng đá càng hay.
Lê Văn Xuân đã thi đấu đầy trách nhiệm sau khi được đeo băng đầu trường, thay thế cho Hữu Tuấn. Vừa rồi là một tình huống tản bóng của anh đã tìm tới trúng sang ngang, mép trên sang ngang. Đội vô địch sẽ được hưởng số tiền thưởng là 10.000 đô la Mỹ từ ban tổ chức. Đội Á quân sẽ là 6.000 đô la Mỹ và đội giành hạng 3 sẽ là 4.000 đô la Mỹ, đội hạng 4 là 2.000 đô la Mỹ. Đội thứ 5 Đài Bắc Trung Hoa thì đã về nước rồi. Và dứt điểm không thành công của cầu thủ U19 Cao Du. Park Sung Jin đã có nhiều cơ hội ở giải đấu năm nay, tuy nhiên cầu thủ thi đấu tích cực nhất bên phía 19 Cao Du theo cầu dứt điểm Kim Jin Young. Có thể chơi và các khán giả đã suốt từ đầu trận đấu. Trọng tài đã thổi phạt đối với Lê Văn Xuân. U19 tuyển chọn Việt Nam có sự thay đổi người. Số 16 Nguyễn Khắc Khiêm sẽ được vào sân. Anh thấy chỗ của Lê Văn Nam. Văn Nam chính là cầu thủ theo đánh giá của chúng tôi là cầu thủ chơi xuất sắc nhất ở trận đấu này. Cầu thủ vào sân Nguyễn Khắc Khiêm số 16. Chuẩn bị tiêu sân for under 19 of Vietnam selection team. Player number 9 Lê Văn Nam replaced by player number 16 Nguyễn Khắc Khiêm. Quả đá phạt dành cho các cầu thủ 19 Cao Du. Tuy nhiên lúc này thì trọng tài đang phải nhắc nhở các cầu thủ Xuân Kiên và Park Sung Jin. Có lẽ họ cũng đã có những va chạm. Huấn luyện viên Choi Soo-jong có lẽ cũng không thể ngờ được là đội bóng của ông lại có thể bị đối phương bắt bài như vậy ở trận đấu này, trận chung kết. Sút xa. Khắc Khiêm đã lao lên rất nhanh nhưng bóng đã ra ngoài. Choi Soo-ho. Yushin. Công bằng mới nói ở giải đấu hôm nay thì các cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam là đội bóng có khả năng thay đổi và thích ứng nhanh nhất với những biến động trên sân. Đó là lúc mà đội bóng bị chơi thiếu người. Đội hình cũng rất là đồng đều, những cầu thủ vào sân từ bậc ghế dự bị cũng không có khoảng cách quá xa so với những người đá chính. Trong khi đó thì Quang Du là đội bóng tới từ Hàn Quốc có nền tảng thể lực tốt, ngoại hình tốt, nhưng vấn đề là họ thi đấu có phần bị bắt bài các cổ động viên tới từ Hàn Quốc. Ở trận đấu với U19 tuyển chọn Việt Nam cách đây hôm thì họ cũng đã đến sân và cổ vũ rất nhiệt thành, cho dù chỉ có 4-5 người thôi. Rất nguy hiểm, rất đáng tiếc là bóng đã đi ra ngoài. Thủ môn Thái Hiếu vừa rồi đã bị chôn chân, hoặc là anh đã di chuyển hơi muộn để có thể bay người đẩy bóng. Tuy nhiên may cho cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam là cú đá phạt đã đưa bóng đi ra ngoài. Phản đá phạt chân trái rất tốt của cầu thủ U19 Cao Du.
Đó là pha đá phạt của Dung Hyun U. Huy Hoàng, công bằng nói thì ở hàng tiền vệ chúng ta không có những cầu thủ chơi quá xuất sắc, nhưng quan trọng nhất là các cầu thủ đá hợp nhau. Họ là một đội hình, một đội bóng thi đấu hợp nhau và đoàn kết. Quân Kim Yom thời gian của trận đấu là 4 phút. Yushin, cơ hội dành cho cầu thủ Gang Ju. Sút xa, bóng không hề chạm tay cầu thủ U19 đội tuyển Việt Nam. Đó là pha sút xa của Kim Ji Yong. Hiệp 2 sẽ được bù giờ thêm 4 phút. Với khoảng cách 2 bàn thì chắc chắn là sẽ không thể có đá penalty trong trận chung kết này được. Quá ít thời gian để cho cầu thủ U19 Gang Ju làm được điều là ghi 2 bàn vào lưới của cầu thủ U19 đội tuyển Việt Nam. U19 từ trong Việt Nam có sự thay đổi người trong vài phút cuối này, thì huấn luyện viên Vương Việt đã tung vào sân Nguyễn Thanh Bình. Đây là cầu thủ phòng ngự. Thanh Bình là cầu thủ của Lò Viettel. Ở trận trước gặp Quang Du thì anh đã được đá chính. Hữu Thắng là người đang bị đau. Hoàn toàn bất ngờ với ban huấn luyện của cao thủ U19 Gang Ju trong trận chung kết này, bởi sự thay đổi quá nhanh từ đối thủ U19 từ trận Việt Nam. Ở trận đối đầu lượt cuối vòng bảng thì có thể thấy là cao thủ U19 tuyển Việt Nam họ có tâm lý thi đấu hoàn toàn khác. Đó là lúc mà họ đã giành một vé vào chung kết. Trong khi đó U19 Gang Ju cần phải có một kết quả tích cực để giành vé vào chơi trận chung kết. Bình đã vào sân thế chỗ của Hữu Thắng. Còn rất ít thời gian và có thể khẳng định là chức vô địch của giải U19 quốc tế năm 2017 đã thuộc về U19 tuyển Việt Nam. Yushin, Hồn Gà Biom, Park Sung Jin, không qua được cầu thủ đội trưởng Lê Văn Xuân. Park Sung Jin, Park Ha-seong đã không thể đột phá thành công. Thẻ vàng đã được rút ra dành cho cầu thủ của U19 tuyển Việt Nam số 16 Nguyễn Khắc Khiêm. Trong suốt giải đấu năm nay thì huấn luyện viên Vũ Hồng Việt chưa bao giờ thấy ông tỏ ra mất bình tĩnh. Ngày hôm qua vẫn còn rất vui vẻ để xỏ giày ra sân trong trận đấu giao hữu với đội bóng Lão Tướng Khánh Hòa. Những giây cuối cùng của trận đấu này, Huy Hoàng
đá có lỗi của Park Hang Seo. Đúng lúc này trọng tài người Thái Lan ông Kamruen Phumarin đã nổi còi kết thúc trận đấu chung kết giải U19 quốc tế 2017. Và chiến thắng đã thuộc về đội bóng U19 tuyển chọn Việt Nam. Họ đã thắng U19 Khang Duân Quốc trong trận đấu chung kết với tỷ số 2-0. Với các bàn thắng được ghi bởi Lê Văn Xuân trên chấm phạt đền và Lê Văn Nam. Một tình huống đánh đầu cực tốt của Lê Văn Nam đã ấn định chiến thắng 2-0 cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Họ đã thua U19 Gangju ở lượt cuối vòng bảng, nhưng ở trong trận chung kết này thì họ đã đánh bại một cách xuất sắc trước U19 Gangju với tỷ số 2-0 trong thế trận chỉ còn chơi với 10 người ở những phút cuối hiệp 1 trở đi. Đây là một trận đấu rất hay. Tổ trọng tài cũng đã điều khiển rất tốt trận đấu chung kết này. U19 tuyển chọn Việt Nam có thể nói là họ đã đăng quang chức vịch của giải đấu một cách xứng đáng. Đề nghị với các bộ phận, lực lượng điện tử, lực lượng giám sát, chúng ta cho các đội tập trung. Các trận đấu của U19 tuyển chọn Việt Nam ở giải đấu năm nay, họ đã thắng U19 ở Bắc Trung Hoa 2-0 ở lượt đấu đầu tiên. Lượt đấu tiếp theo họ thắng 2-1 trước U19 Myanmar. Lượt đấu thứ ba họ đã thắng cao thủ U19 Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 3-1. Và lượt đấu thứ tư họ thua 0-1 trước U19 Gangju Hàn Quốc. Và trận đấu chung kết này thì họ đã thắng các cầu thủ U19 Gangju với tỷ số 2-0. Trận chung kết Soy Carles Puyol y están observando Bang Na TV.